Ba con hồ ly lẻn vào động thần tiên, lão hồ ly đầu đàn mở lò luyện đan ra lấy trộm 3 viên tiên đan. Sau đó mỗi con một viên nuốt trọn tiên đan vào bụng. Bỗng chốc cảm thấy đầu óc quay cuồng, hồ ly thành tinh biến thành hình người, lão hồ ly với vẻ mặt nham hiểm thâm độc, tiểu hồ ly nhan sắc mỹ miều, chỉ có hồ ly xanh nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm. Lão hồ ly lại lấy từ trong lò luyện đan ra một quả trứng. Đúng lúc này, chiếc gương treo trên tường tự động mở ra. Mấy con hồ ly vô cùng thích thú, tranh nhau chạy đến ngắm mình trong gương. Lão hồ ly còn phát hiện ra một số chữ viết vô cùng kỳ lạ trên tường đá. Chỉ trong chốc lát, chiếc lư hương ở cửa hang bỗng nhiên bốc khói xanh. Không xong rồi, mau chạy đi, có vẻ như thần tiên sắp quay về rồi. Trong lúc hoảng loạn, hồ ly xanh đã bị một chiếc bàn đá đè trúng. Cuối cùng chỉ đành bỏ chân mà chạy. Thần tiên quay về động vung tay áo một phát, chiếc gương giống như một thiết bị theo dõi, phát lại mọi hành động của đám hồ ly. Hắn tên là Viên Công, một viên quan nhỏ trên thiên đình. Vào ngày Ngọc Hoàng Đại Đế tổ chức hội tiệc giao trì, Viên Công cũng chỉ được giao việc trông coi thiên thư. 3000 năm nay ngày nào cũng vậy, nhưng Viên Công chưa từng nhìn vào thiên thư. Nghe thấy tiếng hát múa nô nức bên ngoài, Viên Công trong lúc tức giận đã tự ý mở đọc thiên thư. Thì ra trong thiên thư ghi chép 108 bài pháp thuật, trong đó dòng cuối cùng viết thiên đạo vô tư lưu truyền hậu thế. Viên Công thốt lên, bảo vật như thế này không nên bị chôn vùi ở đây. Thế là ông ta tự ý hạ phàm, mang thiên thư khắc lên vách núi Vân Mộng, hy vọng sau này có thể tạo phúc cho bách tính. Nhưng đời không như là mơ, việc Viên Công lấy trộm thiên thư, tự ý xuống hạ giới đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện. Lôi Công Điện Mẫu áp giải ông ta về thiên đình, may mà Thái Bạch Kim Tinh cầu xin cho ông ta, hoàng đế miễn tội chết lệnh cho ông ta trông coi thiên thư trên vách đá suốt đời. Mỗi khi lư hương tỏa ra những làn khói nhiều màu sắc thì phải quay về thiên đình báo cáo. Cứ như vậy đã rất nhiều năm trôi qua, mỗi ngày Viên Công đều làm bạn với lò luyện đan. Hôm đó ông ta đang định ra ngoài thì một đàn sếu bay ngang qua, làm rơi một quả trứng xuống, vừa hay được ông ta bắt trúng. Nhìn kỹ bên trong quả trứng này còn ẩn giấu một viên hồng mộng chân khí. Viên Công biết thiên thư có thể có truyền nhân, ông ta ném quả trứng vào lò luyện đan, tôi luyện bằng tam muội chân hỏa. Rất nhanh lư hương đã bốc lên làn khói nhiều màu sắc. Lại đến ngày phải quay về thiên đình báo cáo công việc. Ai ngờ Viên Công vừa đi khỏi, tiên đan đã bị trộm, đến quả trứng quý cũng vào tay đám hồ ly. Hồ ly xanh đói đến mức không chịu nổi nữa, giật lấy quả trứng nhét ngấu nghiến vào miệng, ai ngờ miệng toàn răng sắc nhọn cũng không thể cắn vỡ được vỏ trứng. Quả trứng như có chân nhảy lên mặt lão hồ ly, khiến ông ta hoa mắt chóng mặt. Tiểu hồ ly muốn bắt nó lại, nhưng quả trứng quý đã nhảy xuống thác nước và biến mất. Tiểu sư phụ xin hãy mở cửa, một cô gái xinh đẹp như hoa muốn vào trong chùa tránh mưa. Tiểu hòa thượng nuốt nước dãi ừng ực, sau đó phía sau có một lão hòa thượng chui ra, người xuất ra lấy từ bi làm trọng, xin mời các thí chủ vào, làm phiền rồi. Đa tạ trưởng lão, mời vào. Hai người đều có ý nghĩ xấu xa, mà không hề biết tai họa sắp ập ngay xuống đầu. Ba người này không phải là bách tính bình thường, họ đều là những con hồ ly tinh vì ăn trộm tiên đan mới biến thành người. Đúng lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Lão hồ ly liếc ngang liếc dọc cười khoái chí, tại sao trong chùa lại có trẻ con chứ? Mọi người cười phá lên, nhưng nghe kỹ lại, âm thanh đó lại phát ra từ trong lòng lão hòa thượng. Ông ấy vội vàng lấy quả trứng to bằng cái bát trong người ra. Quả trứng này phát sáng, không ngừng phát ra tiếng khóc của trẻ con. Thì ra vừa lúc nãy, tiểu hòa thượng ra giếng lấy nước, trong thùng nước bỗng nhiên nổi lên một quả trứng kỳ lạ. Cậu ta lập tức gọi lão hòa thượng đến. Lão hòa thượng vừa nhìn đã biết đây là một bảo bối, tiện tay bỏ luôn vào túi lấy làm của riêng. Tiểu hòa thượng không can tâm, hai người còn vì thế mà oánh nhau một trận. Lão hồ ly nhìn quả trứng biết rõ tai họa sắp ập đến. Tai họa gì chứ, nghe người ta nói trứng biết kêu sẽ có tai họa. Lão hòa thượng vội vàng xin cách hóa giải. Lão hồ ly xảo quyệt nói, chỉ cần đem chôn nó đi thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Sau đó lão hồ ly chôn quả trứng trong núi, còn dùng một viên đá to để đè lên nó. Đến tối, tiểu hòa thượng không nhịn nổi nữa, mon men lại gần tiểu hồ ly, đưa ra một đề nghị rất quá đáng. Không ngờ tiểu hồ ly lại lập tức đồng ý, được, đợi lát nữa sẽ mang đến cho ngài. Được được được, nhưng vừa quay người đã bị lão hòa thượng chặn ở cửa. Cô chỉ đành nói dối, tiểu hòa thượng bảo cô nửa đêm đi ăn trộm tiền hương hỏa, còn dặn không được để lão hòa thượng biết. Nửa đêm canh ba, tiểu hòa thượng vô cùng mong đợi tiểu hồ ly xuất hiện. Không ngờ người đến lại là lão hòa thượng đang nổi trận lôi đình. Hai người không phục ra tay oánh nhau. Hồ ly xanh đang ngái ngủ, nghe thấy có tiếng ẩu đả cầm cây chổi xông ra. Lão hòa thượng thấy tình hình không ổn vội vàng bỏ chạy. Tiểu hòa thượng thì bị đánh chết tại chỗ, ngừng thở rồi, mau lên, ném hắn xuống giếng đi. Cứ như vậy ngôi chùa đã bị ba con hồ ly độc chiếm. Chúng ở trong thôn lập đàn làm phép, tự xưng cửu thiên huyền nữ hạ phàm phổ độ chúng sinh. Từ đó lừa tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Bên này quả trứng bị lão hồ ly đè dưới hòn đá cũng đã có động tĩnh. Một bà lão qua đường, đúng lúc nghe thấy tiếng khóc của em bé. Trong hòn đá truyền ra tiếng khóc của trẻ con, bà lão lương thiện muốn đẩy hòn đá ra, nhưng sức lực yếu ớt nên không làm gì được. Đúng lúc này hòn đá tự động đổ sang một bên, một quả trứng chui lên khỏi mặt đất, biến thành một em bé hoạt bát đáng yêu. Trẻ con sao, em bé đói bụng khóc phá lên, bà lão vội vàng lấy chiếc bánh nướng mình chuẩn bị cho cháu ra.
cậu bé ăn ngấu nghiến mấy miếng đã hết sạch chiếc bánh. Chớp mắt, cậu bé đã lớn thành đứa trẻ 7-8 tuổi. Viên công ở trên thiên đình vừa nhìn đã thấy đứa trẻ này cậu sinh ra từ trứng. Vậy thì gọi là đản sinh. Cậu bé gật gật đầu, cậu nói với viên công nhà của mình hình như ở bên đó. Viên công chỉ về phía sơn động bên đó nói với cậu. Vân Mộng Sơn đó có một bạch vân động, tường đá ở đó có khắc thiên thư. Chỉ cần đến đó, sẽ có thể học được pháp thuật. Đản sinh nghe xong vô cùng hào hứng, muốn lập tức lên núi. Nhưng đã bị viên công kéo lại, bây giờ không đi được, phải đợi lư hương bốc khói nhiều màu sắc. Viên công lên trời báo công mới có thể đi vào. Nói xong viên công nhanh chóng biến mất. Mấy ngày sau quả nhiên lưu hương đã bốc khói. Đản sinh theo dây thừng đu vào bạch vân động, cứ thế dỡ từng trang thiên thư xuống. Nhưng cuối cùng nhìn lại mới thấy trên tờ giấy chẳng có lấy nửa chữ nào. Đúng lúc này viên công xuất hiện, ông ta nhúng tờ giấy trắng xuống nước, lập tức những chữ to màu vàng hiện lên. Tiếp theo ông ta vẫy tay một cái thiêu tờ giấy đi, bỗng chốc biến thành một cuốn bí mật thiên thư. Từ đó đản sinh bắt đầu học 108 pháp thuật. Viên công dặn dò cậu sau này học xong nhất định phải trở thành người lương thiện, làm chuyện tốt vì bách tính. Đản sinh lập tức hiểu ra sư phụ trước mặt chính là viên công. Câu chuyện đến đây mới chính thức bắt đầu. Đản sinh học xong xuống núi, gặp phải rất nhiều khó khăn, gặp dịch châu chấu, anh biến ra rất nhiều chim, giúp nông dân quét sạch tai họa, hồ ly thành tinh hoành hành làm ác, anh liền đấu trí đấu võ không ngán loài nào, quan tham ô hút máu bách tính, anh dùng chậu hút tiền trả lại tài sản cho mọi người. Huyện lệnh tham lam muốn cướp chậu hút tiền của đản sinh, bỗng nhiên biến thành 7 người đàn ông, kéo hắn nát thành trăm mảnh, rất nhiều tình tiết đặc sắc, kiến nghị mọi người nên xem toàn tập Thiên Thư Kỳ Đàm, do hãng phim hoạt hình Thượng Hải sản xuất năm 1983, nó là ký ức tuổi thơ của rất nhiều người. Cũng là một trong 4 bộ phim hoạt hình đặc sắc nhất của Trung Quốc. Một tác phẩm vĩ đại xứng đáng được ghi vào biên niên sử. Thiết kế hình tượng nhân vật, dựa trên tính đặc sắc của kinh kịch, kết hợp với văn hóa truyền thống Trung Quốc, và dung hòa câu chuyện búp bê đất sét, kết hợp các yếu tố mực cảnh, phong cách bố cục hội họa tráng lệ, vừa mang đến cảm giác mãn nhãn vừa gợi sự tò mò. Điều này làm nhịp điệu bộ phim có vẻ gấp gáp, nhưng mỗi nhân vật đều vô cùng sống động. Trong thời đại không có máy tính, người sáng tạo đã phải vẽ từng nét lên giấy, sau đó chiếu lên celluro, lại dùng sơn màu để tô lên, sau đó phải ghép lại từng cảnh, mới ra được một tác phẩm hoàn chỉnh, mà muốn làm ra cả bộ phim cần 100.000 trang vẽ. Chính vì lòng theo đuổi nghệ thuật không mệt mỏi này mới tạo ra được một bộ phim xuất sắc như vậy. Những đứa trẻ có thể tìm được niềm vui trong câu chuyện đản tinh diệt yêu. Người lớn có thể thấy được sự hủ bại của quan lại, và sự đối kháng với vận mệnh của viên công, thật là một kiệt tác của sự khéo léo, dù đặt ở bất kỳ thời đại nào cũng không hề lỗi thời, cũng đều đáng để đón xem.